Mình là một người vô cùng nhút nhát, sống thì hơi khép kín một tí nên là thực tế mối quan hệ bạn bè của mình thì rất là ít. Cũng bởi vì thế cái việc mà chia sẻ cảm xúc cho bất kỳ ai thì không dễ dàng một tí nào cả. Hơn nữa là mình là con một, bố mẹ thì đi làm ăn xa. Đấy, thành ra là ngoài cái việc mà ở nhà để mà viết rap ra thì cái việc mà chia sẻ cảm xúc cho một ai đấy thì nó rất là khó. Rap đối với mình nó giống như kiểu là một người bạn ấy, để mình có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình, chia sẻ những cái điều mà mình muốn nói ra mà mình chưa từng được nói. Khi mà mới bắt đầu thì mình cũng chỉ nghĩ rap đơn thuần nó giống như kiểu là một cái sở thích thôi. Nhưng mà trong suốt 2 năm mình gắn bó với cả nó thì mình chợt nhận ra rằng mình yêu nhiều hơn là mình thích rồi. Cảm giác như kiểu nếu như mà một ngày mà sống thiếu mất đi rap thì sẽ làm cho mình lại quay trở về cái con người nhút nhát như là Diệu Huyền của ngày trước. Khác với cả Diệu Huyền bên ngoài thì King of Rap là nơi để cho pháo tỏa sáng, chinh phục cái ngôi vị quán quân này, để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng bố mẹ sẽ tự hào về cái người con gái này như thế nào. Và kể từ đấy, trong thế giới rap có một cô nàng 17 tuổi mang chính cái tên thắp sáng cái ngọn lửa đam mê của mình, pháo. Một tràng pháo tay thật to cho cô gái của chúng ta, Nguyễn Diệu Huyền. Pháo! Thế beat của em dùng nó thuộc thể loại gì? Beat của em dùng thì nó hơi bass house một tí, Vina house. Cái flow của em nó hợp với cái beat này đấy. Anh nghe rất là rõ lời. Lyric của em còn chơi chữ rất là nhiều cơ. Rất là hay. Oh yeah, bài khi nãy là bạn sáng tác cho bao lâu? Bài khi nãy thì em chia ra làm từng giai đoạn. Làm beat xong rồi viết, làm beat xong rồi viết trong tầm khoảng 4 ngày. Ok, và bạn đã xử lý cái con beat này rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh. Anh thì anh chọn từ đầu rồi. Anh cũng đồng ý. Anh đồng ý. Em cũng chọn bạn này.